Xin chào, là mình Linh Lan đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nội dung về ba loại vitamin mà người chơi thể thao và vận động viên sẽ dễ bị thiếu. Vì nội dung này khá dài nên mình sẽ chia thành 3 video tương ứng với ba loại vitamin mà mình muốn đề cập đến ở đây. Hãy cùng theo dõi mình nha. Loại vitamin đầu tiên mà các vận động viên và người chơi thể thao hay bị thiếu đó chính là vitamin B1. Vậy tại sao loại vitamin này lại hay bị thiếu? Đó là bởi vì vitamin B1 là chất dinh dưỡng cần thiết để chuyển hóa đường mà thường có ở trong gạo và bánh mì thành năng lượng để cho cơ thể vận động. Đối với vận động viên là người trong thời kỳ phát triển cơ thể thì sẽ còn rất là nhiều năng lượng. Tuy nhiên, dù có ăn cơm hay là bánh mì nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể nào hấp thụ được vitamin B1. Những triệu chứng của cơ thể khi bị thiếu vitamin B1 đó là sẽ rất là dễ bị mệt hoặc là buổi sáng rất là khó tỉnh dậy. Vậy chúng ta nên ăn gì để cải thiện lượng vitamin B1 trong cơ thể đây? Đó chính là lươn, thịt heo hay là trứng cá hoặc là bột khoai, lạc, rong biển hoặc là các loại đậu. Ngoài ra chúng ta cũng nên ăn thêm thịt đỏ như là cá ngừ, đậu hũ hoặc là gà trộn với các loại hạt, bánh mì ngũ cốc để dễ dàng hấp thụ vitamin B1 hơn. Vitamin B1 là loại giải tan ở trong nước nên không thể tích trữ trong cơ thể. Chính vì vậy chúng ta cần bổ sung vitamin B1 ở trong lượng thức ăn hàng ngày. Sau video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ một loại vitamin nữa mà cũng rất là dễ bị thiếu hụt. Hãy cùng đón chờ mình nha. À, và đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình. Bye bye.